À, xin chào các bạn. Video tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta dùng cái lệnh từ cửa sổ command window để chúng ta điều khiển cái board Arduino. Thì ở đây board Arduino mình đã kết nối với lại máy tính để khai báo một cái đối tượng là cái board Arduino. Thì mình khai báo như sau ha. Giả sử mình khai báo cái biến A bằng mình dùng cái hàm Arduino. Rồi cái mình cần truyền vào là cái cổng COM dùng để kết nối với board Arduino, thì trên máy tính của mình đang sử dụng là cổng COM 18 và cái tên của cái board Arduino thì nó có nhiều nhiều board Arduino khác nhau như là Uno, Mega, Duo, thì chúng ta sử dụng board nào chúng ta truyền vào tên là cái board đó. Ở đây mình sử dụng board Uno. Nếu mà kết nối thành công thì nó sẽ trả về cái thông số của board Arduino đây nè, nối với lại COM 18 này, board Uno này. Available pin là cái chân có thể sử dụng được là D2 đến D13, A0 đến A5. Chúng ta chỉ có thể control cái chân này thôi. Cái thư viện đã được cài đặt sẵn trong cái chương trình chạy Arduino, gồm có điều khiển cái motor siêu, giao tiếp AIC đọc về encoder, giao tiếp SPI, điều khiển servo, rồi điều khiển thanh ghi dịch. Đó là cái thư viện đã được nạp xuống vào Arduino. Bây giờ để biết được cái hàm hỗ trợ cho cái board Arduino thì chúng ta sử dụng cái hàm method truyền vào là cái biến A, Enter. Đó, thì lúc đó nó sẽ list cho chúng ta danh sách cái hàm mà chúng ta có thể sử dụng được. Thì trong bài hôm nay chúng ta chỉ quan tâm đến phần xuất nhập thôi. Thì mình sẽ quan tâm đến cái hàm sau. Thứ nhất là digital pin là dùng để đọc về cái tín hiệu trên một cái chân nào đó là 1011. Ngược với lệnh read, chúng ta có lệnh write digital pin dùng để xuất tín hiệu 1011 ra một cái chân nào đó của board Arduino. Rồi chúng ta có hàm để đọc về điện áp tương tự là read voltage, đọc về điện áp tương tự. Chúng ta có thể đọc một cái kênh analog nào đó, thì chúng ta có kênh analog là từ A0 đến A5. Ngược với lệnh read là lệnh write, thì chúng ta có hàm write VWM voltage để ghi ra một cái điện áp tương tự dưới dạng VWM. Chẳng hạn như là chúng ta biết cái nguồn cấp cho cái board Arduino Uno là từ 5V đúng không? Là cấp 5V. Do đó cái hàm này nó có thể xuất ra một cái điện áp trung bình là từ 0 đến 5V trên cái chân VWM của board Arduino. Thì trên board các bạn thấy những cái chân nào mà nó có cái dấu ngã ở phía trước như là chân số 3 này, chân số 5 này, chân số 6 này, chân 9, 10, 11. Thì đó là những cái chân mà nó hỗ trợ BWM mà chúng ta có thể xuất cái điện áp BWM ra. Còn cái chân còn lại không có dấu ngã thì chúng ta không được phép xuất điện áp BWM ra cái chân đó ha. Chúng ta sẽ sử dụng xuất BWM cho các cái chân có dấu ngã phía trước thôi, nó cái hiệu cái chân xung. Tương tự như vậy, chúng ta có cái hàm write BWM duty cycle thì chúng ta có thể thay đổi được cái duty cycle là từ 0 đến 100% với số BWM ha. Cái hàm hai hàm này nó gần giống nhau ha. Hàm xuất ra điện áp á, thì nó tính luôn cái duty cycle chúng ta, nó tính sẵn rồi. Chúng ta chỉ việc dùng xuất ra điện áp trung bình là 3V thì mình chỉ cần điền vào cái tham số cho cái hàm này là 3V thì tự động nó tính ra cái duty cycle và nó xuất ra cho đúng. Còn đối với lại cái hàm ở phía trên thì chúng ta phải tự tính duty cycle chúng ta truyền vào. Bây giờ mình sẽ test lần lượt từng cái hàm cho các bạn xem. Ở đây mình thử cái hàm read digital pin trước. Hàm này còn truyền vào là cái biến A, là cái board Arduino, cái đối tượng Arduino chúng ta khai báo ở phía trên. Tiếp theo là cái pin, pin chúng ta muốn đọc pin nào. Thì ở đây nó chỉ cho phép chúng ta sử dụng từ pin D2 đến pin D13 thôi. Pin D0 với pin D1 là sử dụng cho cái giao tiếp của ẹt để kết nối cái board Arduino với máy tính, cho nên chúng ta không sử dụng hai chân đó nữa. Thì ở đây giả sử như mình xuất ra chân D2, không phải xuất ra mà mình đọc điện áp từ chân D2 vào, Enter. Thì các bạn thấy nó trả lời là nó đang là mức 1. Mức 1 là tại vì con điện trở kéo, con điện trở pull up trên cái chân D2. Nó kéo lên mức 1,
Mặc dù ở đây mình không có kết nối nó với 11, mình chưa có nối một sợi dây nào vô đây cả ha. Và bây giờ đây mình test lại thử bằng cách mình nối, mình nối chân số 2 này. Đây là chân số 0, số 1, số 2, mình nối chân số 2 số mát ha, trên đây ở bên này. Đây, dùng cái sợi dây nối, mình nối chân số 2 với lại mát. Thì mình đọc lại cái mức tín hiệu. Thì đọc lại lúc này nó ra mức 0 chưa ha. Tương tự như vậy mình nối nó lên mức 1, nối lên 5V thì nó sẽ đọc ra mức 1 ha. Đó à, thì đó là đọc đọc về cái mức tín hiệu số trên một cái chân từ D2 đến D13 ha. Tương tự như vậy chúng ta có cái hàm Fry Digital Pin. Đây, hàm write digital pin để chúng ta xuất mức 0, mức 1 ra một cái pin nào đó ha. Bass. À, giả sử như là mình xuất ra cái chân D13, trên chân D13 nó có sẵn một cái bóng led ha. Trên board Arduino thì thường chân D13 người ta có nối sẵn một cái bóng led rồi. Và đây, giả sử như mình xuất ra mức 0, Enter. Thì cái bóng led đây, bắt đầu nó sáng như vậy, mình xuất ra mức 0 này. Enter, thấy nó tắt không? À, các bạn thấy nó tắt rồi. Bây giờ mình xuống rồi mức 1 lại. Thì con này nó sẽ sáng lên. Enter, ha. Đó, như vậy là cái là Write Digital Pin nó cho phép chúng ta xuất mức 0 hoặc là mức 1 RAM cái pin từ D2 đến D13 của bộ Arduino này. Rồi, tiếp theo mình sẽ kiểm tra tiếp cái hàm Risk Voltage chúng ta đọc về cái điện áp. Rồi, còn truyền vào là biến đối tượng A nè. À, tiếp theo là truyền vào cái chân. Chúng ta sử dụng cái chân analog nào để chúng ta đọc về điện áp. Giả sử như ở đây mình sử dụng chân A2. À, đọc về thì không cần truyền cái tham số thứ ba ha. Thì mình sẽ đọc điện áp trên chân A2. Enter. À, các bạn thấy nó ra 2,4V. Chạy một lần nữa thì xem ra 1,7V. Nó ra một cái điện áp bất kỳ. À, tại vì chân đó mình đang thả nổi, chưa nối đi đâu hết. Bây giờ mình sẽ nối chân A2, không A1, A2, A2 đây. Mình nối nó với lại ZD, nối với mát đi. Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đọc ra là 0V đúng không? Rồi, đọc ra. À, các bạn thấy, kết quả là 0V nè. Tương tự như vậy, nếu mà mình nối với lại 5V. Đọc lại. Đó, thì nó sẽ ra là 5V ha. Còn mình nối với lại 3.3 đi chẳng hạn. À, trên board nó có một cái ngõ ra điện áp 3.3 nữa ha. Nó có một con relu ở trên board nó ra điện áp 3.3. Đo thử cái chân đó. À, thì các bạn thấy đọc được cái điện áp là khoảng 3,245V này, gần với điện áp 3.3 rồi. À, thì cái hàm này cho phép chúng ta đọc về cái điện áp tương tự trên cái chân analog. À, chúng ta chỉ được phép truyền vào cái chân từ A0 đến A5 đúng không? Và đây A0 đến A5 rồi. À, tương tự như vậy, chúng ta có cái hàm xuất ra điện áp analog, write BWM voltage. Cái này là cần truyền vào đối tượng A là vào Arduino. Rồi đến tiếp theo là cái chân ở đây chúng ta xuất ra chân chẳng hạn như là chân D3 đi, cái chân số 3 nó có dấu ngã, tức là nó cho phép xuất cái xung bởi các bạn em ra xuất ra chân D3, xuất ra điện áp là 1V ha. Thì cái 1V này thật ra nó là cái xung mà nó có cái điện áp tính trung bình ra là 1V chứ không phải là nó xuất ra 1V giống như là cái nguồn DC ha, mà nó vẫn là một cái xung, nó vẫn là một cái xung vuông, nhưng mà cái điện áp trung bình nó tính trên cái xung vuông đó thì nó sẽ được là 1V ha. Bản chất của nó vẫn là một cái xung như các bạn ha. À, bây giờ mình nhấn Enter ha. Thì làm sao để mình thấy được cái điện áp trên cái chân đó, thì ở đây mình có sẵn một cái test board ha. Đây trên test board mình có một cái bóng đèn led này.
thì cái cực dương của bóng đèn led mình nối với một con đường trở hàng vòng, sau đó mình nối với lại chân D3, D0, D1, D2, D3 đây đúng không? Rồi, còn chân cực âm của led thì mình sẽ nối với lại GND. Thì các bạn thấy, con led nó sáng lên một chút xíu rồi, nó sáng lên một chút xíu thôi. Bây giờ giả sử mình không xuất ra 1V nữa mà mình xuất ra 5V. 5V là full điện áp full rồi đúng không? Thì con led nó sẽ sáng, sáng mạnh lên. Chúng ta thấy thì con led nó sẽ mạnh hơn. Đây là con điện trở hàng dòng 220 ohm nha. Tương tự như vậy, chúng ta có thể xuất ra một điện áp bất kỳ giữa nằm giữa 0V và 5V chẳng hạn, xuất ra 3,3V. Thì chúng ta thấy con led nó sáng ít hơn. Thì cái chúng ta thấy trên cái camera thì nó không có quay được rõ lắm ha. Xuất ra 5V này thì con led nó sáng hơn, nhưng mà cái camera nó quay các bạn sẽ nhìn thấy nó không được rõ lắm. Nếu mà mình xuất ra 0V thì nó sẽ tắt luôn đúng không? 0V thì nó tắt con led luôn. Rồi một cái hàm tiếp theo đó là hàm cũng xuất ra BWM nhưng mà chúng ta sẽ chuyên vào cái duty cycle. Thì nó cũng tương tự như vậy, xuất ra chân D3. Ở đây cái duty cycle chúng ta sẽ chuyên vào một con số trong khoảng 0 đến 1. 0 có nghĩa là duty cycle bằng 0%, 1 có nghĩa là duty cycle bằng 100%. Thì ở đây chẳng hạn như là mình xuất ra duty cycle bằng 100% thì mình sẽ chuyên vào là số 1. Như vậy là tương ứng với duty cycle là 100%, 100% thì dĩ nhiên cái điện áp nó sẽ là 5V đúng không? Thì cái lệnh này với lại cái lệnh xuất ra điện áp 5V là nó như nhau ha. Enter. Lúc này nó xuất cái xung full duty cycle ra thì chúng ta thấy con led nó sáng mạnh nhất ha. Bây giờ mình muốn xuất ra 50% thôi thì mình sẽ chuyên vào là 0.5. Thì 50% tương ứng sẽ là còn 2.5V, 2.5V. Đó, còn led nó sẽ sáng yếu hơn. Tương tự như vậy, nếu mà mình xuất ra ở đây cái duty cycle là bằng bằng không thì nó sẽ tắt luôn. Như vậy là trong bài này chúng ta học được cách để khai báo kết nối với Arduino và chúng ta học được năm cái phương thức đó là đọc đọc về cái tín hiệu digital trên một cái pin nào đó ha, write tín hiệu digital trên một cái pin nào đó, rồi đọc về read voltage, đọc điện áp trên một cái pin nào đó, trên một cái pin analog nào đó, và ghi ra cái điện áp BWM bằng cách là truyền vào cái điện áp mong muốn hoặc là truyền vào cái duty cycle. Chúng ta học tổng cộng là năm năm cái phương thức rồi.